Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin phép được tiếp tục chia sẻ câu chuyện cái bút đến tất cả các anh chị và các bạn. Ở trong tay quý là vật gì ạ? À, cái bút. Và sự bây giờ có một con chó mà kia chạy vào đây. Cái khu hơi cái vật này trước mõm của nó thì con chó có hành động gì ạ? À, nó có thể làm được, nó cắn, nó ngậm cái vật này không ạ? Thế con chó có coi đây là một cái bút không? À không, nó có thể coi đây là món đồ chơi hay thứ gì đó để cắn ngậm được đúng không ạ? Thế thì ai đúng, người đúng hay là chó đúng ạ? À, hai đều đúng. Thì chúng ta có thể rút ra được cái luận đầu tiên đó là không có đúng, không có sai. Cả đều tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người sự vật khác nhau. Mình nên hãy tôn trọng thế giới quan của mỗi người sự vật khác nhau để tránh xảy ra những cãi vã không thiết trong cuộc sống. Rồi bây giờ tôi đặt cái vật này đây. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài, tất cả chó đi ra ngoài. Căn phòng trở nên trống không, chỉ có cái vật này. Thế tại cái thời điểm này cái vật này là một cái bút hay một món chơi? À không gì cả đúng không ạ? À, thì chúng ta rút ra cái luận số 2 là mọi vật đều có tính không hay tiềm năng, hay trung tính mà lại có tiềm năng. Thế nó thể hiện như nào nhỉ? Bây giờ lấy ví dụ ở ngoài mỗi một người bước vào nhìn cái phần này và đây ngay lập tức là trở thành gì ạ? Trở thành một cái bút. Bây giờ không phải người bước vào trước mà chó bước vào trước mà nhìn thấy cái phần này thì phần này lại trở thành gì đối với chó? À, nó thể làm nó cắn gặm cái phần này mà phần này lại trở thành một đồ chơi đúng không? Cái điều xảy ra nếu cả người và chó đồng thời cùng bước vào và cùng nhìn thấy cái phần này thì phần này lại trở thành gì ạ? Một cái bút, một đồ chơi và cả hai thứ khác nhau thì chúng ta thấy rằng điều đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Và là không để thành cái bút như người thấy thành một đồ chơi cho thấy cả trở thành cả hai thứ khác nhau khi cả người và chó đồng thời nhìn thấy và thậm chí nó còn có tiềm năng trở thành nhiều thứ khác nhau nữa tùy vào đối tượng phản chiếu của nó. Rồi thế cái thời điểm khi một người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một cái bút là xuất phát từ nó, là tự nó là một cái bút hay xuất phát từ phía người thấy nó là một cái bút ạ? Xuất phát từ phía người đúng không ạ? Vì nếu tự nó là một cái bút con chó cũng thấy này là cái bút rồi, chó có thể viết thư bạn gái, ồ em yêu em đuôi đẹp miệng xinh rồi hôn cả hai người có thể làm điều đó mà nó mãi cắn gặp cái vật này coi vật này như là một món đồ chơi mà thôi. Nên chúng ta giữ được lựa số 3 là mọi việc được xuất phát từ mình mà ra, mọi việc được xuất phát từ mình mà ra, có thể chúng ta có thể thay đổi được đó không ạ? Mình thử xem thay đổi được nhá. Bây giờ mình thay đổi vật này một cái bút kim cương rồi mà thay đổi vật này mình phải chọn xin một cái bút gì đấy ạ? Vẫn là một cái bút, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thì mọi người có thể thấy rằng quỹ đạo công nghệ là chuyện tích cực trong muốn biến vật này trở thành một cái kim cương nhưng không có chuyện gì xảy ra đó là một cái bút. Nên chúng ta có thể rút ra luận số 4 rằng là mọi việc đến từ công nghệ hay những suy nghĩ tích cực, nên dù chúng ta có công nghệ hay suy nghĩ tích cực bao nhiêu chút nữa cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Rồi thế chúng ta có thể làm gì để thay đổi mọi thứ? À, chúng ta có thể hành động, chứ hành động đem lại kết quả mà thôi, nhưng mà lúc nào chúng ta hành động chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình, bởi vì có rất nhiều người nỗ lực chịu khó làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không thể đạt được mục tiêu. Còn ngược lại, những người hành động thì sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của họ, thậm chí gấp 10, gấp 20 lần những gì họ mong muốn. Thì sự khác về đây là gì? À, chúng ta có thể thấy rằng là mọi việc đã xuất phát từ mình mà ra, và chắc chắn chúng ta mong muốn được cuộc sống được xuất phát từ trong chính bản thân mình mà ra. À, khi là nhìn thấy vật này và ngay lập tức liên tưởng ra nó là một cái bút ấy, thì nó xuất phát từ phía chúng ta. Hay nếu khác, chúng ta chỉ chúng ta đã có một hạt giống ở một cái bút rồi, và ngay lập tức hạt giống bút này liền bung nở và ta được trải nghiệm một cái bút trong cuộc sống đó. Điều này nhanh mức chúng ta không hề nhận ra được, nó xuất phát từ trong tâm trí của mình mà nghĩ là nó xuất phát từ phía ngoài để chúng ta nhận là mình cảm động. Nên khi chúng ta mong muốn điều gì đó trong cuộc sống, trước tiên chúng ta phải có được hạt giống đó trong tâm trí của mình.